Ui giời, 100 bạn vào thì 100 bạn khen tóc trông đẹp. Đấy. Đây này, tóc đẹp quá đây. Thế mới biết là chồng sống thế nào mà để các bạn lại khen như thế. Mất đâu cái dao cạo đầu nhé. Cái ngày không cạo. Anh thế, vừa cạo sáng. Các bạn yêu thương chồng nên chồng để kiểu tóc nào các bạn cũng thấy đẹp đúng không? Ok nha các bạn, thì mấy hôm nữa mình sẽ xuống bản. Thì mình với Hoàng sẽ livestream bán hàng. Chứ ở công ty Quang Linh đợt này gọi sang là chê trách lắm. Tuy không nói trực tiếp với mình nhưng mà Nhật Đệ bảo mình là từ ngày anh em về lười, hôm nay chuyên bán hàng hỗ trợ gọi Quang Linh Store nên là bị kiểm trách. Hoàng khiển cũng bị trách. Hoàng cũng bị chửi lây. Không ạ, mấy anh em này đợt này đi lên trên này này cỗ bàn nhiều, suốt ngày ăn nhậu ngại bị mắng. Mà mình có phải là thích đi ăn cỗ đâu đúng không? Toàn phải bị đi ăn cỗ này. Bị Tia ơi, Đức anh làm cameraman. Dạ đúng ạ. Đấy, Đức anh nhà mình là bây giờ không những là làm cameraman mà kiêm người nấu ăn. Sáng dậy sớm 12 giờ nấu ăn sáng cho hai anh em. Không, anh phải kể quá trình trước đó nữa. Ừ. Sáng là 6 giờ dậy, em đi chợ. Rồi đi mua rau. Rau thì nhà mình mua lúc nào cũng mua sẵn này. Thế à? Đâu. Đức Anh sáng dậy có gọi là ra kiểm tra đồ đạc xem có thức ăn thức uống gì không. Đúng. Nếu mà có thì là sẽ đi vào ngủ tiếp đến 12 giờ mới dậy. Còn nếu mà không có thì sẽ nhờ người đi mua. Đấy đúng. Nú mê ra nó. Nhưng mà bên này các bạn cứ nghĩ anh em mình ngủ dậy muộn là sướng nhưng không sướng đâu. Tại vì đêm anh em mình không ngủ. Đêm toàn thức ấy. Nên là sáng ngủ bù ấy. Phải không? Chuẩn. Chuẩn. Đôi khi cũng làm vài trận game. Thật, xong rồi quên ngủ. Ừ, không, cũng quên ngủ hoặc là xem vài trận bóng. Tóc mình nó tự thế đấy. Ăn đi. Tóc mình phải dài sữa nhỉ. Hả? Dài xong qua đây này. Không rồi. Qua đây này. Phải giống Hàn Quốc ấy. Hôm nào anh sẽ cắt cho cái U-bát. U-bát là gì? U-bát. U-bát là gì? Cái bát lên đầu này này. À. Cắt xung quanh ấy. U-bát mà em thành U-bát. Em trưởng chơi tiếng Anh ý. Này các bạn này. Bên này có quả này đẳng cấp không? Quả táo. Đây là quả đào. Đào. Vừa. Ăn đi. Đưa bác. Đây, tao ta được. Bên này thì anh em nhìn như kiểu anh em bọn mình thì hoa quả thì chả có gì, không như ở bên Việt Nam đâu. Ví dụ như quả đào này là hình như là 200.000 một quả. Đây không phải đào, đây là quả táo rồi, quả kia là quả đào. Đúng. Quả như hai quả khác nhau mà. Như nhau mà. Khác nhau. Như nhau. Cược gì nào? Quả này là quả mận. Quả này là quả đào. Đúng hai rồi. Quả nhìn như quả táo. Ừ. Ở Việt Nam. Ngon. Quả mận này cũng ngon. Nói chung là hoa quả bên này cực kỳ đắt. Đợt trước mình mua một quả. Các bạn biết quả khế không? Biết. Anh sang đây 7 năm thì chưa giờ nhìn thấy quả khế bên này. Khế chua thì có nhưng khế ngọt thì không. Mà vào trong siêu thị hôm đấy là nhìn thấy quả khế là mình sướng quá là mình mua về cho vợ mình ăn, mặc dù nó đã kiểu như là để đấy không ai mua rồi, kiểu nó thối lát lát rồi, để về ăn cho nó có cái vị thôi. Tính là tiền Việt là 200.000 một quả khế. Một quả nhá. 200.000 một quả khế. Khế chua với cái ngọt khác gì? Khế ngon. Thì nó khác nhau cái vị. Khế ngọt thì nó ngọt. À. Khế ngọt thì nó ngọt, khế chua thì nó chua. Để ăn ủng ủng như mình cũng không. Em tưởng một cây là nó sẽ một bên nửa ngọt một nửa. Không. Tùy trái. Không. Có loại khế ngọt, có loại khế chua mà. Về lúc đấy chị ăn nó ủng ủng em hiểu không? Chị cũng không dám nói mấy. Mời các bạn đấy. Nhưng mà đúng thật đắt. Tại vì lúc đấy mình mua một con gà thì cũng bằng quả khế đấy. Thậm chí rẻ hơn. Nhưng mà quả con gà không ngon lắm đâu. Hả? Nhưng mà khổ lỗi là chưa lâu lắm rồi, 75 chưa ăn. Em hiểu không? Hiểu cảm giác 75 chưa ăn không? Ngày xưa nhãn vải các thứ ở bên đây, ăn đi. Mận này. Đây quả mận này.
mình mà ở trên trang trại trồng được quả mận này thì mang lên trên này bán thì ăn thôi đi, rồi một cái thôi rồi một cái ngón ăn đi. Không, chồng sẽ ăn quả đào, chồng thích ăn đào, đào ngon. Không biết nhập khẩu từ đâu em nào. Bà ấy đi cầm dấu sang chồng. Cái khế chồng được bên này không nhỉ? Thế quả lào đắt bảo linh sang chồng. Nói chung là quả lào cũng có giá trị hết, nhưng mà nhưng mà sợ nhất là lúc mình trồng ra cũng không tiêu thụ được ấy. Người ta lại không thích nữa. Thì mình trồng ăn thôi. Mình trồng một cây, hai cây vậy. Em nói nghe nó cứ dễ nhỉ, kiểu như là trồng cái tháng sau nó đẻ ra luôn ấy. Mình trồng chục năm nhỉ, mình toàn đi làm ăn có là để ý trồng cây để mà lấy được quả ai ăn đâu. Mà ở Việt Nam giờ khế chua giá trị hơn khế ngọt. Đúng tại vì người ta lúc canh ấy, mới kiểu ăn gỏi ăn rước các thứ. Từ hôm nước anh sang được ăn gỏi cá nhỉ? Chưa ăn gỏi khác, gỏi gà với gỏi heo rồi. Không, gọi cá theo kiểu hạt tây luôn, bổi luôn. Hôm nay anh sẽ đưa lên cái chỗ trang trại cá, anh em mình sẽ làm món để ăn. Chúng ta sẽ ăn cá nhảy. Cá nhảy như kiểu mực nhảy á? Cá nhảy đây. Sống á? Ừ. Lắc đi, phải lắc ăn. Lắc đi, phải ăn. Nếu mày ăn quay về lúc mày ấy, mày phải ăn. Mày phải ăn. Dạo này bí content Đức Anh bị đem ra để bắt thử thách những cái thử thách. Sáng nay mình ngủ dậy cũng rất là buồn. Ra ngoài này ngồi không biết làm gì. Mình rủ Đức Anh ăn mì tôm. Thì bình thường thì mình nấu cho Đức Anh ăn, nhưng hôm nay mình biết là Đức Anh không biết nấu ăn, nên là mình sẽ cứ quay Đức Anh thôi. Đức Anh làm cái gì là mình cứ bật máy quay nên anh dơ. Nhưng mà em không nấu ăn cho anh đâu. Anh hỏi mẹ em xem em biết nấu đấy. Thật không? Thật. Bao ơi. Không, hỏi là việc của hỏi đấy. Nhưng mà quan trọng là lấu phải để cho người anh ăn cảm nhận được là ngon hay không ngon. Đấy mới là cái điều quan trọng. Hỏi bác đi, không thằng này nó nói điều, hỏi bác đi. Không, không cần hỏi. Không cần hỏi luôn. Mình giờ sẽ cứ rảnh lúc nào là mình sẽ live stream Đức Anh lúc đấy. Để cái thứ nhất là mẹ với cả gia đình Đức Anh được nhìn thấy Đức Anh thường xuyên. Vì Đức Anh ngày nào cũng đi quay video với mình, nhưng mà không xuất hiện được ở trên màn ảnh video vì là Đức Anh là cameraman. Đấy thì bây giờ mình sẽ đổi ngược lại trong một thời gian tới. Đức Nếu Anh mà là caramel. Anh sẽ làm caramel, còn em sẽ làm diễn viên. Đấy. Sau nếu mà view cao thì anh cho mày luôn. Cho mày kênh luôn, anh đi làm cho anh làm thuê cho mày. Mày lại giả lương cho anh. Áp lực. Mày hôm qua chị vào trong livestream của anh tiếng có mấy câu thôi mà. Có cô ấy chửi chị gần chết. Anh ơi. Anh ơi, khéo nghiện này. Không bỏ được đấy. Nghiện mà các bạn. Mình bây giờ không like là cảm giác một ngày nó cứ không buồn, là buồn buồn buồn, buồn kiểu gì ấy. Mà đúng là buồn luôn thật. Hôm qua luôn gần chết.